VinFast VF6 là sản phẩm mới nhất của hãng ô tô Việt Nam mới được bàn giao đến khách hàng cách đây không lâu. Mẫu xe này được đánh giá cao bởi thiết kế cơ bắp, nội thất rộng rãi và nhiều công nghệ phù hợp với nhiều khách hàng. Đến nay, chiếc VinFast VF6 lướt đầu tiên đã lên sàn xe cũ nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng người dùng. Mới đây, trên mạng xã hội đã có chủ nhân VinFast VF6 đăng tải bài viết bán xe khi mới chạy 450 km. Chiếc VF6 Plus mới nhận cách đây 2 tuần nhưng do không còn nhu cầu nên chủ nhân đã giao bán. Theo chia sẻ của chủ xe, tổng chi phí lăn bánh cho VinFast VF6 Plus là 850 triệu, xe đã có bảo hiểm và nhiều phụ kiện khác. Mức giá mà chủ xe mong muốn là 780 triệu, tức lỗ 70 triệu so với thời điểm lăn bánh mới dù mới trải nghiệm 450 km. Bên dưới bài đăng, rất nhiều ý kiến cho rằng đây là mức giá quá cao nên họ sẽ chọn xe mới. Đồng thời, có người trả giá chỉ 700 triệu đồng nghĩa VinFast VF6 sẽ lỗ 150 triệu. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thống nhất được mức giá nên chiếc VF6 vẫn chưa tìm thấy chủ mới. Về tổng thể, VF6 vượt trội hoàn toàn, so với những đối thủ cùng phân khúc dùng động cơ xăng như Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, Kia Celtis. Không chỉ vậy, chiều dài cơ sở của xe đang lớn hơn cả một số mẫu xe hạng C như Honda CR-V, Mazda CX-5. Có thể thấy, VinFast VF6 bản thân mại có phần đèn pha mới khi các chi tiết nhựa đen đã bị loại bỏ, thay vào đó là sơn đồng màu với ngoại thất. Dài đèn định vị nằm ngay bên trong đèn pha, khu vực chữ V phía trước chỉ trang trí. Ở đuôi xe, dòng chữ VinFast, ở dưới kính chắn gió đã bị loại bỏ nhằm giúp thiết kế xe tinh giản, hiện đại hơn. Các chi tiết khác ở ngoại thất VF6 thương mại tương tự concept trước đó. Bên trong khoang nội thất, màn hình của VF6 thương mại đã có phần viền, mà hình mỏng hơn trước đây tạo cảm giác sang trọng, tinh thế hơn cho chiếc SUV này. Màn hình này kích thước 12,9 inch và người lái có thêm màn hình H trên kính lái. Công nghệ an toàn gồm nhiều tính năng như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, đèn pha thích ứng, cảnh báo lệch làn hỗ trợ giữ làn, kiểm soát đi giữa làn, tự động chuyển làn, ga hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông. Về vận hành, VinFast VF6 Plus có công suất cao 201 mã lực và 310 Nm mô men xoắn kết hợp ra thân thiện với môi trường. Cả hai bản đều dùng hệ dẫn động cầu trước.